Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, dự báo số ca dương tính sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Chiều nay, tỉnh Nghệ An đã chính thức kích hoạt bệnh viện dã chiến số 3 điều trị bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện dã chiến số 3 được hình thành trên cơ sở trưng dụng toàn bộ cơ sở vật chất của Trung tâm Phục hồi chức năng, bệnh nghề nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải ở thị xã Cửa Lò. Theo kế hoạch, khi đi vào hoạt động, bệnh viện đáp ứng năng lực điều trị cho khoảng 250 bệnh nhân. Theo đó, 70 cán bộ nhân viên y tế phục vụ tại chỗ được huy động từ nguồn chủ lực là Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An. Còn lại được huy động từ Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò. Trước mắt, nhà khách tỉnh ủy được tỉnh chỉ đạo sử dụng làm nơi ăn nghỉ cho đội ngũ nhân viên y tế. Từ sáng mai 21 tháng 8, Bệnh viện dã chiến số 3 Nghệ An sẽ chính thức đón bệnh nhân COVID-19 vào điều trị. Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh cũng tiếp tục chỉ đạo ngành y tế khảo sát trưng dụng thêm một số cơ sở lưu trú khác ở thị xã Cửa Lò như khách sạn Ami, khách sạn Công đoàn để xây dựng thêm bệnh viện dã chiến phục vụ công tác điều trị trong điều kiện ca bệnh tiếp tục tăng trong thời gian tới. Trong chiều nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh đã đi khảo sát tại khu B, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Dự kiến đây sẽ là nơi điều trị cho 1.000 bệnh nhân, trong đó có khoảng 400 giường dành cho bệnh nhân cấp cứu, bệnh nhân nặng. Với thực tế cơ sở vật chất hiện có, đồng chí Bùi Đình Long, Phó trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa khẩn trương huy động nhân lực triển khai hoàn thiện các hạng mục còn lại, nhất là vấn đề điện nước, các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Về phía Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chịu trách nhiệm về các giấy tờ thủ tục hành chính liên quan, nỗ lực để trong vòng 2 tuần nữa có thể đón bệnh nhân vào điều trị.